La 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 la. Trời ơi các bạn ơi, vui quá các bạn ơi. Hôm nay nè, Phong mới vừa đi mai các bạn ơi. Thì rất là may mắn là hôm nay Phong gọi là vào trong cái hang động các bạn. Phong mới phát hiện nó có một cái hang động của quá trời kim cương luôn. Và các bạn coi nè, đó, một nùi kim cương luôn. Đó, vui ơi là vui luôn. Thế nào mình về mình khoe cái đống kim cương này cho Sam á, thì thế nào Sam cũng sẽ thưởng cho mình gọi là một cái bánh kem thật là ngon, hoặc là thưởng cho mình một đống KFC để mình tha hồ mình ăn luôn các bạn ơi. Trời ơi trời, phải về khoe mới được, sau đó kêu Sam nấu cho mình cái món này đó thật là ngon mới được. Ok, về khoe thôi. Ê, ủa, cái gì kìa? Ủa, cái con này nhìn quen quen ta. Ôi trời trời trời, mấy bạn ơi, tự nhiên một giây phút nào đó mình quên mất con này là con gì vậy ta. Ủa, từ từ khoan, tên nó là gì mình quên mất tiêu rồi ta. Mấy bạn có nhớ không? Bạn nào nhớ nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Con nó tên là gì nhỉ? À đúng rồi, nhớ rồi, con này là ngựa mặt ngu bạn ơi. Ủa mà khoan, tại sao ngựa mặt ngu nó lại xuất hiện ở trong làng Hero Team? Chẳng lẽ nó lại tính đi phá phách cái gì nữa hay sao ta? Không được, mình phải đi theo dõi nó bạn ơi. Chắc là nó lại vô trong làng nó ăn trộm ăn cắp gì mà. Từ từ, hình như nó mới từ bên đây qua bên kia đúng không? Vậy có nghĩa là nó từ bên phía bên nhà mình về. Trời trời, có khi nào nó vô trong nhà mình nó ăn cắp đồ không ta? Không được, mình phải đuổi theo nó mới được. Ê, nó kìa, để mình đuổi theo bạn ơi. Hey, nhìn nó đáng nghi quá bạn ơi. Có khi nào nó mới vừa vô trộm cái dàn PC chăm cũ của mình không ta? Ui, nó đang nhìn qua nhìn lại kìa, núp. Ồ, cái con ngựa mặt ngu này. Ê, nó nhìn mình, chạy. Ui trời, cái con này sao mà nó nhìn xung quanh nhiều vậy ta? Mày vô trong nhà đi, làm ơn đi. Ôi nó vô kìa. Để mình lên coi thử coi. À, con ngựa mặt ngu này. Ủa, gì vậy? Ủa khoan, chết tội các bạn ơi, con ngựa mặt ngu vô trong nhà xong rồi nó còn gọi là nó còn cho thêm một cái hàng laser ở ngoài đây nữa. Trời, mình mà đụng vô cái laser này cái là người mình đứt ra thành 3 khúc luôn các bạn ơi. Ôi, vậy sao mà vào trong được ta? Ủa mà khoan, cái này mình nhớ là cái nhà tù mà. Ủa tại sao con ngựa mặt ngu nó lại vô trong nhà tù làm gì ta? Ồ, có khi nào gọi là vô trong đấy nó ăn trộm gì không nhỉ? Không được. Để mình phải vào trong mới được, nhưng mà trước tiên thì mình phải phá cái laser này, đúng rồi. Phá nó ra, mình có cái máy khoan đây mà, phá ra nè. Đó, trời ơi, vậy là vô được liền chứ có gì đâu. Ok, vô trong bạn ơi. Ngựa mặt ngu, mày đâu rồi? Nó không có ở đây bạn ơi. À, chắc là ở trên lầu rồi, để lên coi coi. Ủa, nó đâu rồi ta? Ở trên lầu cũng không có bạn ơi. À, vậy là nó ở đâu nhỉ? Để xem coi. Ủa, ơi, mấy bạn ơi, cơ mặt ngu với lại ngựa mặt ngu. Ui trời ơi mấy bạn ơi. Vậy là mình đã biết được là hacker mặt ngu với ngựa mặt ngu nó núp ở đâu rồi các bạn ơi. Ủa mà khoan, từ từ, hình như là hai đứa này là tội phạm mà tự nhiên nó lại chui vô trong nhà tù để nó ở là sao ta? Sao nghe nó hơi sai nha. Thôi kệ đi, trước sau gì hai đứa nó cũng phải ở tù thôi à. Nhưng mà khoan, hình như là bọn nó đang nói chuyện với nhau phải. Để mình nghe thử coi bọn nó nói gì vậy ta. Hai, trời ơi, anh hai à. Anh đi đâu mà từ đó giờ là anh mới kiếm em để em chờ muốn chết luôn á trời. Ai trời ơi là trời, có gì đâu em trai mặt ngu. Em trai đẹp trai của ta. Thì mấy ngày nay á, anh núp ở trong cái ngôi làng Hero Team nè, để anh gọi là troll mấy cái đứa trong Hero Team. Nhưng mà anh toàn bị bọn nó gọi là ăn hiếp không à. Hôm nay có em ở đây rồi, anh sẽ không lo nữa. À, trời ơi, tính ra là em thấy mấy đứa trong Hero Team nó núp không mà anh hai lại nói anh hai bị ăn hiếp làm sao? Trời ơi trời, em không biết đâu. Mấy đứa trong Hero Team bọn nó nguy hiểm lắm. Có Mr. Dịch nè, rồi thằng Phong Cận nè, rồi Sammy, rồi Timmy, rồi Camui gì á. Tàn à, mấy đứa nguy hiểm không à. Em không đánh lại bọn nó được đâu. Trời ơi, không đánh lại được. Anh hai biết không, hôm bữa em trôi cho tụi nó tới bớ luôn. Thằng Phong Cận đóng làm cảnh sát bị em cho chạy vòng quanh làm mà đâu có bắt được em đâu. Ai được rồi, chúng nó dám bắt nạt anh hai hả? Được rồi, đợi tí em sẽ cho chúng nó biết thế nào là lấy đồ anh hai. Yên tâm đi, em sẽ bảo vệ anh hai khỏi cái bọn Hero Team này. Hay quá em ơi, em ráng giúp anh gọi là trôn cái bọn Hero Team khóc luôn nha, phá hủy luôn ngôi làng cho anh luôn nha. À, trời ơi mấy bạn ơi, bây giờ mình mới biết luôn nha. Hóa ra là con hacker mặt ngu với lại ngựa mặt ngu là anh em với nhau các bạn ơi. Trời ơi là trời, hàng gì hai bọn nó đều có tên là mặt ngu luôn. Nghe nguy hiểm quá ta. Rồi, nói chung là lần này là mình không thể nào mình để cho nó chạy thoát được các bạn ơi. Mình nhất định sẽ bắt được cả con ngựa mặt ngu và cả con hacker mặt ngu luôn, bắt lần 2 con luôn. Tụi mày chết tao rồi. Ơi, quay, hacker mặt ngu, ngựa mặt ngu. Hacker mặt ngu, mày còn nhớ tao không? Tao chính là cái người lần trước mà bị mày gọi là quýnh cho lên bờ xuống ruộng nè. Giờ tao còn rất là tức mày luôn nè, mày nhớ tao không? Trời ơi, cái mặt mày tao nhìn qua là tao nhớ rồi. Mặt xấu nhất là Hero Team sao không nhớ được? Trời, tao là đẹp trai cha nhất làng Hero Team nha. Mày dám kêu tao xấu nhất làng Hero Team hả? Con này láo thiệt. Bây giờ tao đến đây để tao bắt hai tụi mày nè. Hai tụi mày còn lâu mới thoát được. Thấy gì trên tay tao không? Tay tao có một cái mũi khoan à. Tụi mày dám chạy tao khoan đít tụi mày luôn. À thế à? À trời anh ơi, anh đền nhờ. Nó lấy cái khoan cùi bắp, cái khoan thi đa nó ra cho em kìa. Trời, mày muốn bắt tao thì bắt hộ bạn ơi. Anh đi tao em. Hí, búa chuột chuối. Ôi cái gì vậy? Ôi, ôi đứng lại. Trời, rồi xong rồi nó chui đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Đứng lại, tao dí hai tụi mày nè. Ôi trời ơi, nó chạy nhanh dữ vậy ta. Ai, trời ơi các bạn ơi, đúng là cái thằng hacker mặt ngu này khó bắt nó ghê luôn các bạn. Ai, chứ còn sao nữa, bởi vì nó là hacker mà. Ngựa mặt ngu còn dễ bắt, nhưng mà hacker mặt ngu thì khó bắt lắm các bạn ơi. Ai, không biết có cách nào để bắt được nó không ta. Bạn nào nghĩ ra được cách nào chỉ mình vậy nha. Tức quá mà. Ai, thôi để mình suy nghĩ coi. 3 days later. Mấy bạn ơi, và sau 3 ngày mình suy nghĩ nát óc ra, mình không thèm ngủ luôn các bạn ơi, thì mình đã suy nghĩ được một cái cách rất là hay để mình gọi là bắt được thằng hacker mặt ngu rồi các bạn ơi. Mấy bạn biết cách đó là gì không? Đó. Thì mấy bạn cũng biết là thằng hacker mặt ngu với lại thằng ngựa mặt ngu là anh em với nhau đúng không? Thì bây giờ rất là dễ thôi các bạn ơi. Chúng ta chỉ cần bắt ngựa mặt ngu, sau chúng ta gọi là nói với thằng hacker mặt ngu rằng là tao đã bắt được anh của mày rồi. Mày mà không đến đây thì tao sẽ để anh mày bị công an bắt để cho nhốt vô trong tù luôn. Thế nào thằng hacker mặt ngu nó cũng phải đến đây để giải cứu anh nó. Cho nên là sẽ rất là đơn giản để bắt được hacker mặt ngu các bạn ơi. Đó. Nhưng mà đầu tiên thì chúng ta cần phải bắt ngựa mặt ngu trước. Thì các bạn coi nè, ở đây mình đã xây một cái hố rồi nè. Sau bây giờ mình sẽ lấy một cái khối này mình để lên trên nữa các bạn ơi. Đó. Rồi sau đó mình sẽ để một cái tấm thảm trên đây. Đó. Con ngựa mặt ngu nó chỉ cần đi đến đây xong nó bị rơi xuống cái đây cái thôi là nó sẽ nằm ở bên dưới đó luôn bạn ơi. Là coi như là mình đã bắt được ngựa mặt ngu rồi đúng không? Đó. Mà ngựa mặt ngu của bạn thì nó rất là tham ăn luôn. Cho nên ở đây mình có chuẩn bị cho mình một cái tô súp cà rốt nữa bạn ơi. Đó. Mấy bạn biết con ngựa mặt ngu là ngựa mà đúng không? Mà ngựa thì rất là thích ăn cà rốt luôn. Cho nên là con ngựa mặt ngu bảo đảm nó sẽ đuổi theo cái đống cà rốt này nó ăn bạn ơi. Và sau đó nó ăn một hồi cái nó rơi xuống cái hố. Thế là mình bắt được nó luôn. Quá đơn giản. Ok. Rồi khoan từ, mình phải để thêm một cái bên đây nữa. Đó, một tô súp bên đây nữa. Nó nhảy qua cái là nó rơi xuống hố luôn. Rồi ok, chúng ta cùng nhau bắt ngựa mặt ngu thế nào. Let's go. Rồi ok bạn ơi, bây giờ mình đã núp ở trên một cái cây nè. Bây giờ mình chỉ cần đứng ở đây mình chờ con ngựa mặt ngu nó đi tới thôi bạn ơi. Thì bảo đảm nó sẽ bị bắt. Khá là đơn giản luôn. Ok, để xem coi nó đến cho ta. Nó đâu rồi? Nó kìa. À trời ơi là trời, cái mùi gì mà thơm dữ vậy ta. Ui trời ơi, súp cà rốt. Trời, ta thích món này lắm luôn nè, phải ăn thử mới được. Trời ơi, không biết ai để đây ta. Ăn thử coi. Nhầm. Trời ngon quá. Ăn thêm tổ nữa nè. Trời ơi là trời, ngon dữ vậy ta. Ăn hết luôn. Không biết ai ngu ngốc ghê, để đồ ăn ở giữa đường. Ta ăn hết luôn cho biết. Ui còn một tô kìa, ăn luôn chứ còn chờ gì nữa. Cuối cùng cũng bắt được rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời, ta nói bắt cái con ngựa mặt ngu nó dễ gì đâu luôn á trời. Ui, hello ngựa mặt ngu. Trời ơi trời, sao mà mày dễ bị bắt dữ vậy? Cái thằng Phong Cận, mày có thả tao ra không? Em của tao là hacker mặt ngu á nha. Mày mà bắt tao á là em của tao đến đây phá luôn ngôi làng của mày á, mày tin không? Trời ơi, tao lại sợ mày quá cơ. Bây giờ á tao đã bắt được mày rồi thì bây giờ bắt hacker mặt ngu là chuyện quá đơn giản. Bây giờ nha, tao chỉ cần viết một lá thư gửi đến cho em mày và kêu mày đã bị tao bắt rồi. Thì thế nào em mày cũng sẽ đến đây giải cứu mày. Thì lúc đó tao sẽ gọi là nhốt luôn nó lại luôn, sau đó gửi hai đứa mày cho công an luôn, cái đồ xấu xa. Ok bạn ơi, vậy là mình đã bắt được ngựa mặt ngu rồi nè. Bây giờ chỉ còn gửi thư cho hacker mặt ngu nữa thôi là xong, quá đơn giản. Hey trời ơi bạn ơi, mình đã nhốt được con ngựa mặt ngu vào trong chuồng rồi nè. Bây giờ chỉ cần chờ con hacker mặt ngu tới để cứu anh nó thì mình sẽ bắt luôn nha các bạn nha. Ok, không biết đâu rồi ta. Nó tới kìa. Ê, thằng Phong Cận kia, mày thả nó ra không? Cuối cùng thì mày cũng đã nhận được thư của tao rồi đúng không? Cái con hacker mặt ngu đáng ghét. Đây, tao biết ngay là mày là thằng gửi thư mà chứ xấu như là bởi. Trời, mày dám còn chơi tao chữ xấu nữa hả? Trời ơi, cái thằng này láo thiệt. Rồi nhưng mà không sao, hôm nay tao đã bắt được anh của Mi rồi. Đây chính là con ngựa mặt ngu. Tao bắt được nó rồi nè. Bây giờ á anh tao là ngựa đẹp trai. Hai đứa bay, đứa nào cũng nhận mình đẹp trai hết à. Trong khi tao mới là người đẹp trai nhất. Trời ơi. Mấy bạn ơi, mấy bạn hãy thử nghĩ đi. Mình với lại hacker mặt ngu và ngựa mặt ngu, ai đẹp trai hơn? Chắc chắn là mình đẹp trai hơn rồi đúng không? Nhưng mà thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ nè, ta sẽ đưa anh mày lên trên công an và cho công an bắt anh mày nhốt tù 18 năm luôn. Ê, tao mày bắt anh tao nhốt từ 18 năm rồi. Bây giờ tao năm nay là tao 2 tuổi là. Mà mày bắt anh tao nhốt 18 năm mà khi anh tao ra tù là tao 24 tuổi á. Tao 24 tuổi á. Ừ, cái gì mày mới có 2 tuổi nhốt 18 năm thả ra là 24 tuổi. Mày tính đâu ra 24 tuổi vậy? Trời ơi trời. Đúng rồi, người ta bảo tao đẹp trai lại còn tính nhanh nữa. Thôi tào lao quá, nói chung là mày phải thả anh tao ra. Tao không cho mày bắt anh tao đi đâu, mày thả không? À trời ơi trời, mày còn lấy súng ra mày tính bắn tao luôn hả? Tao nói mày biết nha, bây giờ mày ngon mày thử bắn tao viên đi, tao bắn anh mày chết luôn rồi, tin không? Hả? Vậy với con tin như vậy mày bây giờ mày thôi thế tao không được. Bây giờ anh mình bắt đi rồi, anh mình đi tù 18 năm, năm anh mình 2 tuổi rồi, 18 năm nữa là mình thành 24 tuổi, không được. Thôi bây giờ tóm lại là bây giờ mày bắt tao đi, mày đừng bắt tao nữa. Rồi ok, coi như là cũng là tình nghĩa anh em quá ha. Thôi được rồi, coi như bây giờ ta sẽ thả ngựa mặt ngu ra, nhưng mà thay vào đó thì ta sẽ bắt mày nha hacker mặt ngu, chịu không? Ừ, bây giờ chơi luôn á, tao vô là cho anh tao ra đi, mày chơi chứ con tim mày chơi ngay, mày chơi mất dạy. Trời ơi là trời. Mấy bạn ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong công việc bắt kẻ xấu rồi. Ok, rồi đứng im mày, đứng im để tao bắt mày, đứng im. Không được cử động. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cho mình cái chuồng nữa bạn ơi, đó mình nhốt lại. Đừng nghe mày chơi, mày mà cử động mà tao bắn anh mày luôn á. Xin chỗ đây, nhớ lên, chỗ đây. Trời ơi trời. Rồi đứng im nghe chưa? Không được đi đâu hết nghe chưa? Rồi, tao là một người rất là giữ chữ tín. Đó, coi như là mày đổi con ngựa mặt ngu lấy hacker thì ok. Tao sẽ thả anh mày ra, tao giữ chữ tín lắm, tao không bao giờ gọi là làm bậy đâu. Rồi ra đi. Ra đi. Hey, coi như là tao bắt hacker mặt ngu rồi, tao thả mày đó ngựa mặt ngu. Trời ơi em trai ơi, bởi vì anh mà bây giờ em bị bắt em ơi. Ai trời ơi anh ơi, anh không sao không? Bây giờ em là em pro laser lắm, anh yên tâm, em là hacker đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh Mini World mà. Sợ gì thằng Phong cận xấu trai này, anh đi trước đi. Rồi được rồi, vậy anh đi nha, tạm biệt em ở lại mạnh giỏi nha. Tạm biệt em. Rồi, anh mãi là tình yêu của lòng em, bye bye anh trai. Tạm biệt em, anh đi đây. Ôi mày quá, thôi chạy bạn ơi, chạy mày quá. Trời ơi, tình nghĩa anh em quá ha. Thằng em của nó bị bắt mà nó chạy mất tiêu luôn các bạn ơi, đúng là ngựa mặt ngu mà. Thôi được rồi, hacker mặt ngu, nhìn hai đứa bay tao cũng cảm động quá. Nhưng mà nói chung mày là người xấu cho nên tao không thả mày ra được đâu. Xấu cái đầu mày á, mày thi ra cái chuồng mà nhốt anh tao, mày thi đẹp dữ rồi, mày thi cái chuồng nhốt tao á, gì cái chuồng gà. Trời ơi trời, mày yên tâm đi, một tí nữa ha tao đưa mày qua bên chỗ chú công an á, chú công an bỏ mày vô trong nhà tù màu hồng luôn á, cho mày hành PD luôn hả? Ok rồi. Ơi mày nghĩ sao tao không bao giờ sợ luôn. Trời ơi bà ơi, nhốt hộ à, không sợ đúng không? Trời ơi mấy bạn ơi, đúng là hacker mặt ngu, hacker nó không sợ gì hết các bạn ơi, bởi vì nó có thể hack được game mà. Trời, thằng này mày chính là gọi là sao ta, mày chính là gọi là đại diện cho những đứa trẻ trâu hack game à. Thôi được rồi, này mày láo ha, mày dám chửi tao là hải vụ hả? Thôi được rồi, nói chung á là bây giờ á tao giao mày cho công an liền á thì chán lắm. Bây giờ tao sẽ tìm cách nào đó để tao gọi là hành hạ mày vì cái tội mày dám chiêu tao là xấu trai trong khi tao rất là đẹp trai. Trời, gì tôi sẽ bị hành hạ. Trời ơi tôi hành hạ, tôi thở quá, trời tao thở mày quá. Mày biết không, bây giờ tao thách mày nha, bây giờ mày mang tao đi đốt tao không có sợ luôn, mày nhúng tao xuống nước tao không chết luôn, mày giật điện tao mày chơi chứ thế nào tao cũng chơi với mày hết luôn. Trời, tao hacker mà, tao sợ gì đâu, tao trúng hết. Trời ơi trời, cái thằng này nó không sợ gì hết bạn ơi, nó có thể gọi là chống lửa, nó có thể gọi là thở dưới nước luôn, đúng là hacker. Trời ơi trời, nguy hiểm dữ ta. Thôi được rồi, nếu như mà không có cách nào hành hạ mày hết thì tao có một cách này sẽ hành hạ mày hay hơn. Tao thấy mày đang đội một cái thùng xốp ở trên đầu mày, tao cá chắc rằng là mày muốn che lại cái khuôn mặt xấu xí của mày đúng không? Bây giờ tao sẽ thử gỡ cái mặt nạ của mày ra để xem coi mặt của mày như thế nào. Không được, mặt tao là đẹp trai mà tao giấu chứ không phải tao sợ đâu, mày không được sợ, mày không được. Ai đẹp trai thể khoe cho mấy bạn fan xem đi, nhưng chứ biết đâu. Tao đọc cái tên của mày là hacker mặt ngu, tao tò mò lắm, tao không biết khuôn mặt của mày nhìn có ngu hay không cho nên tao sẽ mở ra thử. Để tao mở thử nha. Dở thế nào, 1, 2, 3.